Dracula quyết định kinh doanh mạng mới. Bạn đã sẵn sàng cho buổi khai trương chưa nào? Dùng giấy có in hình tường phủ lên trên khối xốp, cắt nửa cửa cổng. Một quái vật đem sen gỗ tới. Dùng gỗ làm thành chữ cái. Viết gì ở đây vậy? Bệnh viện Transylvania. Ký hiệu được viết bằng chữ cái đặc biệt. Cao quá à. Xong rồi. Đẹp lắm. Mọi người cùng chụp hình trước lối vào đi. Vị bác sĩ tương lai đang tạo dáng. Bắt đầu làm việc thôi. Tai nghe đẹp lắm. Cắt miếng đệm tay ra. Chúng mình làm tay cầm búa bằng hạt và nĩa nhựa. Trang trí thêm đá lên thiết bị. Bình tĩnh, đó là búa kiểm tra. Người kế tiếp, vào đi. Bác sĩ ơi, gần đây tôi không thể điều khiển được khớp. Để kiểm tra phản xạ của cô thử xem. Nhìn đây. Giờ thì chạm vô mũi đi. Hay lắm, giờ tới chân. Rồi, chân kia. Xin lỗi bác sĩ. Chiếc búa bay ra ngoài vũ trụ và bay vòng quanh thế giới. Nó trúng vô đầu bác sĩ. Wow, coi phản xạ kia kìa. Chọn đất sét khô. Màu đỏ và xanh lá. Tạo hình dâu tây. Giờ thì giống hơn nhiều nè. Cả hộp dâu tây luôn. Chúng mình làm món sinh tố dâu bổ dưỡng nha. Lấy đế đứng. Chỉ cần đặt nó trên giá đỡ có bánh xe. Treo túi có ly sinh tố. Cố định kệ để kẹo bông gòn. Không ai có thể từ chối món đồ ngọt như thế này. Maleficent và Ursula đang đợi tới lượt mình. Nhìn kìa, dâu tây. Ngon quá, ăn một ít đi. Ủa, có chỗ trống nè, mình ngồi ở đây. Ồ không. Ồ. Này là túi cho người truyền dịch hả? Ai để nó ở đây vậy? Mình tới đây. Giờ thì bắt đầu truyền dịch nha. Đừng lo, nó dễ ăn với ngon lắm. Bệnh nhân thử món dâu và không thể tin được. Tóc, trang điểm và quần áo đều có hình dâu tây nè. Wow, đó là nhờ dịch truyền vào người mình. Cảm ơn nha, mình rất thích. Rất vui vì giúp được cậu. Úi, mình làm rơi giấy cối rồi. Dùng màu pastel để làm nó trông cũ hơn nha. Trộn nó trên đá. Miếng dán trở nên cũ hơn. Đặt chúng trên ống chỉ rỗng. Cho thạch cao vào bên trong chai. Gãy xương sẽ không còn là vấn đề nữa. Anh chàng không có bệnh nhân được một lúc. Ồ, giờ mình phải ngủ rồi. Bác sĩ, xin chào bác sĩ. À, sao? Tôi đang ở đâu vậy? Bác sĩ, ngón tay tôi bị gãy rồi. Đừng lo, để chúng tôi giúp anh nha. Bó bột rồi băng lại bằng giấy cối. Bác sĩ làm việc chăm chỉ. Chỉ một chút nữa thôi. Cô! Ồ, anh ấy đi đâu vậy? Mình chưa làm xong mà.
chúng mình cần nắp cũ cho món thủ công mới. Mèo con nhảy lên Rumba. Cố định đèn vào cái nắp. Làm giá đỡ bằng ống hút nha. Có dây gắn vào đèn từ bên trên nè. Đèn rất sáng luôn. Bệnh nhân tiếp theo. Không có ai cả. Đừng trốn nữa ba, con thấy rồi. Sợ quá. Ngồi trên ghế đi nè. Ôi cha, ba thấy đó, mọi thứ đã không sao. Giờ thì bật đèn lên rồi nhìn răng nanh của ba đi. Ba đang bốc cháy, mặt trời. Ba đúng là nhát gan mà. Sơn khối xốp nha. Cố định que gỗ. Cắt khung phẳng. Làm màn hình. Có bảng điều khiển bằng hạt dẹp gắn ở hai bên. Máy chụp X-quang sẽ cho thấy bên trong các quái vật. Johnny đang đo huyết áp. Không đủ rồi, tất nhiên. Bác sĩ, tôi cần bác sĩ giúp. Được rồi, tôi đang nghe đây. Bụng của tôi đau quá. Lấy máy chụp X-quang tới giùm tôi đi. Giờ thì chụp hình thử nào. Cười lên. Wow, có rất nhiều thứ không ăn được. Bây giờ phải lấy chúng ra. Ồ, nhiều đồ quá. Tặng bác sĩ cái bánh coi như là cảm ơn. Cảm ơn nha. Mình thấy nhẹ người quá à. À, mình bị phân tâm rồi. Tờ giấy tách thành nhiều trang. Ủa, lem mực. Làm nó to hơn nha. Đồ trang trí trừu tượng nhắc chúng mình nhớ thứ gì đó. Làm chiếc hộp lấp lánh nha. Thẻ thử nghiệm Rorschach giúp tìm đường tới tiềm thức của bệnh nhân. Ai vậy? Là tôi, sinh vật của bóng tối gọi là Dracula. Mời ngồi, tôi sẽ làm bài kiểm tra. Chà, anh thấy gì? Dơi hả? Thú vị đó. Đợi đã, có ai đang nhìn qua cửa sổ? Anh không nên nghe trộm. Nhà tâm lý học zombie biết phải làm gì. Mình tiếp tục được không? Rõ ràng có một con dơi nữa. Mình mượn cúp của vận động viên thể thao. Thêm vũng treo nến nha. Sơn cúp màu vàng. Mình có dây bệnh nè. Thêm đầu rắn. Làm vảy vàng. Bác sĩ rắn bắt đầu công việc ở bệnh viện. Cậu có rảnh không? Mình cần con dấu đóng lên chỗ trống này. Nhanh thôi mà. Cảm ơn nha. Cậu làm được không? Không thành vấn đề. Hay lắm. Mình cần con dấu. Wow, tập tài liệu khổng lồ. Con dấu của mình sẽ không đủ lớn đâu. Nhưng mình có thể dùng phần đáy cốc. Cảm ơn nha, cậu đúng là chuyên nghiệp. Lấy móc khóa trang trí. Sơn bóng viền. Dùng dây ghép trái tim lại. Gấp đôi gọng kính. Bệnh nhân khác thường của chúng mình đã tới chưa? Cô nàng nhện tới phòng khám mắt. Bác sĩ đâu rồi? Hey. Bác sĩ tàn hình hả? Để tôi thử tầm nhìn của cô thấy gì?
không thấy gì cả. Thử mắt kính này xem, em thấy nhưng không rõ lắm. Cô thấy tôi không nào? Không thấy rõ. Phải đeo kính cho tất cả mắt mới thấy được. Ở đây có kính phiên bản giới hạn dành riêng cho bệnh nhân nhiều mắt nè. Cô nàng nhện đã nhìn thấy. Em đã thấy được mọi thứ. Thế giới này thật đẹp mà. Giúp được cô tôi cũng rất vui. Vẽ viền hộp nhựa trên khối xốp nha. Đẩy phần đấy. Quái vật làm thêm cửa. Dùng sân bạc ánh kim phủ lên cái hộp. Lớp bên trong sẽ phản xạ các tia. Quái vật khiêng nó đi. Dracula đang ăn trưa. Ngon quá. Bác sĩ, tôi cần dụng cụ vô trùng. Không thể nghỉ ngơi được mà. Chúng đây nè. Ăn cho xong bữa trưa cái đã. Dụng cụ đâu hết rồi Dracula? Lại nữa. Tới đây. Cầm lấy. Khi nào yên mà ăn được đây ta? Mà khoan, pizza của mình đâu rồi? Nó ở đâu đây mà? À, mình để quên trong máy tiệt trùng rồi. May mà nó chưa nguội nè.